phải không ấy. Rồi lúc 4 giờ sáng này là nó cái nhà lại nó đi xuống trong rồi, nó mà lỡ trên đất hay tôi quét sân ra nó lọc một bàn ẩm. Ghê ha. Ở nước rộng á, nó cạn á. Một con em nó nói là tính hậu là xe đụng không á. Tính xe tải đụng quá. Nó chạy ra. Nghe lớn quá ha cô. Ờ, đầu tiên con tôi nó ra tôi thấy hay nha. Em nói với anh không phải là như vậy. Tại trong đó lúc chú giày đúng không? Vừa máy tôn vừa ấy tất cả các cái của nhà kia cho tới đất cái trong luôn. Có một lúc nãy thằng cậu nó lại nó móc ba cái tôn xí sắt mà nói vậy. Thì móc tôn xí sắt nhưng mà em nói với anh nhầm nhiều cái nó úp trong nó trong luôn mấy cái xe. Nếu mà nó chạy ra không sao là nó úp. Cái dạng như nó lỡ là nó ụp xuống chạy luôn nè. Và em nói với anh cho thấy Tí là Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay đó các bạn, thì Tí là Cà Lâm thì cũng mới nghe một cái thông tin. Thì ở ngay chân là xã Hòa Lộc, huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long nha. Thì có một vụ sạt lở là sạt nguyên một cái ngôi nhà. Mà trong cái ngôi nhà đó là có 8-9 chiếc xe Honda gì đó nha. Đã sạt lở. Bây giờ Tí là Cà Lâm sẽ dẫn cho các bạn đi lại ngay chỗ, gần ngay chỗ những cái ngôi nhà này. Sẽ nghe là những người dân ở nơi đây người ta kể lại cho mọi người cùng nghe nha. Chú xe cầm đồ á. Rồi của nó lỡ đi xuống sông luôn ha, luôn đó anh. Ngã nãy mò đâu đây được 2 chiếc nè. Là 2 chiếc xe Honda ha. Đâu có 8-9 chiếc gì đâu. Nói mò được chân cho đó là được 2 chiếc lên rồi đó. Người đồ người không có sao không? Không. Kho chứa xe. Cái này kho chứa xe của nhà nước ha. Không của tư nhân của mâm nó sạc lỡ nhà đó, ghê ra lỡ gì mà nó mất tiêu luôn á trời. Cái vậy là cái nhà nó đi xuống dưới đi xuống sông luôn anh. Đúng rồi đó, mà dặn lúc mà đây nãy mò đây 2 chiếc nè, chỗ ột bột thôi đó. Mò đó 2 chiếc đó, còn đâu 6-7 chiếc nữa. Trời ơi. Ủa nhưng mà cái này nó lỡ hồi nào anh? Mới tối nè. Mới hồi hôm này là một phát một là cái nhà đi xuống sông luôn ha. Tối này cái nhà nó còn. Rồi xong đó rồi sáng này nó đi luôn á. Trời ơi. Ghê ta. Cái nhà là nhà có 4 nhà lầu anh. Không như nhà chứa xe bình thường hả? Bây giờ cái lặng mò. Lặng mò này là lặng mò xe mà. Mò xe. Người là không có thiệt hại. Ủa nhưng mà mấy cái anh mò này mò từ hồi nào tới giờ anh? Mình biết là mới đi bắn tóc về thấy mò nó lên được 2 chiếc à. Mà anh có nghe trong nhà nó là khoảng bao nhiêu khoảng được bao nhiêu cho xe không? 8-9 chiếc vậy đó. 8-9 chiếc rồi. Mới dớt lên được 2 chiếc à? Dạ. Sau lúc này sạt lở nó đang làm cái đóng hẳn đó. Đổ thừa cho mấy số cạp mà đâu phải tại vì chỗ này là nó ở ngoài đây mà. Ủa vậy là còn cái đó đó anh, còn cái nhà gì dưới hay giữa hả tôn đó cái nhà đó gì anh sạt lở đó, nguyên cái nhà chứa xe nó sập xuống nè, xe cầm đồ đụng nè, không có đậu đây nè. Dạ cô. Sắp mới sớm giờ đó. Bộ sạt lở hồi phi hả? Ừ, xa hồi chưa tới giờ. Là sạt lở hả? Sạt lở, chích cái xe của ông quỷ nó sạt được. Bộ sạt. Ta không đã. Trời trời. Cầm nhà chứa xe. Trời trời. Ủa nhưng mà cái nhà đó là cái nhà tường hay là cái nhà lá luôn? Trời trời sao mà sạc một là nó mất tiêu luôn ha. Em luôn sụp cái ở xuống đó, bây giờ nó mò ra không có đường hả? Ừ. Gấp cái tới đây luôn rồi đó là làm. Ủa nhưng mà trong cái nhà đó là chứa xe không đa nhiều không cô? Chính nó hồi sụp xuống đó là 9 chiếc rồi đó. 9 chiếc xe ra ha. Mới mò được con chiếc à. Trời ơi. Ghê vậy ta. Đâu mà.
trời ơi, của nó sập nhưng mà của cô nghe là nó làm một cái đụng không? Không, cô đâu biết, cô mới đi ngang đây, cô nhạc ở trong đây nhưng mà nghe nãy mấy ông nó nói hồ mới sập hồi chưa tới giờ. Trời ơi trời, mới sập hồi chưa mà một cái một là mới vừa chưa chứ cũng một hai giờ rồi. Là nó của nó sạc một cái một là mất tiêu cái ngôi nhà luôn á. Tiêu luôn, nó sập hết luôn. Ghê vậy. Nhà tường quá. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ, con cảm ơn con. Thì đó các bạn, thì mà cũng có một cái người cô, thì cô mới chạy đi ngang đó các bạn, thì người cô nói là nó mới sạt lở mới hồi giấc trưa này, là cái ngôi nhà tường, mà cái ngôi nhà này là chưa là ở trong nhà là 8-9 chiếc xe Honda nha. Đó thì giờ các bạn thấy là có hai chiếc ghe lặn nha, để mò mấy chiếc xe Honda đi lên. Thì nãy cũng có một cái người anh ở trên cái cây cầu là cũng có chia sẻ lại là đã vớt được hai chiếc rồi, còn 6-7 chiếc gì nữa. Đó thì giờ các bạn thấy là cái ngôi nhà mà các bạn thấy là chỗ này dành của nó lỡ một phát một là cái ngôi nhà tường mất tiêu luôn nha. Ghê thiệt chứ. Bây giờ các bạn thấy là cái mé ở bên đó là cái mé, bây giờ các bạn thấy là ngay chỗ là người ta ngồi rất là đông ấy, các bạn nhìn là nguyên cái ngôi nhà mà cái mé bây giờ các bạn thấy là nó sạt lở một cái một là cái ngôi nhà nó mất tiêu luôn nha. Vậy là chỗ đó là mình nghĩ là chỗ đó rất rất là sâu. Đó, mình mới thấy người ta quăng mấy cái neo xuống. Tại vì đó các bạn, thì tại vì nó hô là 7-8 chiếc xe Honda mà ở trong cái ngôi nhà, nên là bây giờ mấy anh em thợ lặn này á, là muốn đi xuống dưới rồi phải lặn vô trong cái ngôi nhà đó rồi sẽ kiếm mấy cái chiếc xe á, là cũng hơi là khó nha. Sao nãy giờ lặn mà nãy giờ mình thấy cũng quá trời lâu rồi mà chưa được cái chiếc xe Honda nào đi lên hết. Chắc lúc đó chắc sạc, chắc nghe một cái ô chắc của nó lỡ, chắc nghe cũng ghê lắm anh. Nghe thột sạc đùng 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 đó. Rồi trời. Người là chạy ra ngoài kịp á. Đi săn luôn mà. Đi săn dài luôn. Dài tới đâu luôn à. Hồi lúc 4 giờ sáng là nó cái nhà lại nó đi xuống trong rồi, nó mà lỡ thêm đất hay tôi quét xăng lên nó lọc một bàn ẩm ghê ha. Tại nước rộng á, nó cạn á. Một con em nó nói là tính hậu là xe đụng không á, tính xe tải đụng quá nó chạy ra nghe lớn quá ha cô. Đầu tiên con tôi nó ra tôi thấy hay nha. Em nói với anh không phải là như vậy. Tại trong đó góp xuống giày đúng không? Vừa máy tôn vừa ấy tất cả các cái của nhà kia ra đẩy đất cái công luôn. Có một lúc nãy thằng cẩu nó lại nó móc ba cái tôn xuống sắt mà nói vậy. Thì móc tôn xuống sắt nhưng mà em nói với anh nhầm nhiều cái nó ốp công nó công luôn mấy cái xe. Nếu mà nó chạy ra không sao là phải ốp. Cái dạng như nó lỡ là nó ụp xuống chạy luôn nè. Rồi em nói với anh cho thấy vừa sao nhớ hồi xưa có cái cần cẩu á, nó móc con nha, móc đất ở tiểu cẩu à, có gắn cái cạp lên cẩu dạng đó. Cẩu á. Ừ, nhưng mà em nói cho thấy như bây giờ vậy thấy nằm trên đó rồi nó ụp xuống vậy nè rồi tắt. Của nó lộn ngược lại luôn đó anh, cũng như là nó lộn ngược lại luôn hả? Rồi trời.
mà nó úp cẩu này đủ mà nó lật ngang vậy nè, xem ra nó xuống mà nó to rồi đồ nó làm ghê lắm. Ủa nãy em nghe nó hô là ở trong cái nhà đó là có 7-8 chiếc xe Honda ha chị. Xe nó cầm á. Ờ, vậy là bên đó là nhà cầm đồ ha. À. Ủa nhưng bộ cái con sông này sâu lắm sao chị mà của nó không có ló được gì dân vậy? Bên đó bên lão còn bên mình bên đây bên bội nè. À. Còn cái gì đâu mà lão. Phải bên đây mới bội lúc đó mới lại. Lớn lắm không biết. Bên đó là nước rộng mà không có thấy mé luôn. Trời ơi. Hẩm dữ ha. Ừ. Nãy giờ em đứng ở dưới em coi mà sao mà hai thợ lặn mà lặn mấy chiếc xe Honda mà lấy lên cũng lâu quá ha. Nãy hồi sáng nước rộng mà không được mà. Tại vì nó ụp cái nhà dài lắm, cái nhà như cái kho vậy, cách nhà lắm, cỡ mười mấy mét vậy. Mà nó ụp hơn phân nửa xuống là nó đứt ngang phân nửa này, bởi vậy biết ngang đụng đụng gầm gầm chứ. Chứ phải nó chuột dài xuống như chiếc xuồng mình đây. Cái con dài đó nữa gì lắm. Cái đó người đó là cũng cũng hên là chạy ra kịp ha. Không có, người cũng cũ thôi. Là nhà nó cũng như nhà kho. Dạ 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 hiểu rồi hiểu rồi. Dạ dạ. Còn ở đó mà bia quét lắm nè, nghe thì mướt lên dọn nó ở đây à. Rồi ra đứng dọn cốc nóng rồi. Hồi nãy cái bà kia bả hô là 11 giờ trưa. Ờ vậy là 11 giờ đêm á. Ừ. Vậy mà cái hồi nãy có cái bà chạy xem ra ngang, bà không nói là 11 giờ trưa. Trời ơi, đúng mẹ con ở đây con nghe con chạy ra đây. À. Sau là xe đụng vô. Đúng luôn á. 23 giờ là 11 giờ chứ nhiêu. Dạ. Ờ 23 giờ là 11 giờ. Tại vì thường thường tai nạn rộng đây thì tôi hay được rồi, má mình đi cấp cứu giùm á. Nó nứt tường xe ghê à. Tại vì một cái nhà tường mà chú nghĩ là của nó gớt đi xuống đó chắc dòm cũng ghê lắm hả chú. Bên là không thấy nhưng mà nó chừng rồi mình mới dạ nhập nó chơi nhà tiền chế. À nhà tiền tế chế nhưng mà của nó xây tường ha. Ờ dắt là dắt tường. Dạ. Thì sáng dắt được chiếc xe Honda mà cho chú. Có một chiếc bầu mà hãy em nghe nói là con nghe nói là dắt được hai chiếc. À, dạ. Hai chiếc thì bán còn ở dưới nhưng mà không biết là tổng cộng 8 chiếc. Tại nó Ờ. Lặng nãy giờ cũng lâu lắm mà chưa dính được chiếc xe Honda nữa nha. Tám chiếc mà vớt được có hai chiếc à, tới giờ luôn à. Sáu chiếc nữa. Cầu yếu à, mấy anh nó cho là sợ xe lên cầu. Nó sạc lá cái ngôi nhà dưới là chú có hay không? Hay. 11 giờ. Dạ. Cái đó không ai ngủ trong. Có ngủ mà nó nứt rồi nó giọt ra ngoài. Như là cũng có đèn trước đó chú. Nó nứt nó động rồi bị ông nội nó đóng nè. Ờ đóng rồi đi mà. Đóng rồi đủ mà em sụp chưa đóng rồi cũng sụp rồi chưa sụp. Ủa nhưng mà cái đó con thấy đóng cũng xa mà nó lại. Trời sao ông nội tôi đụng ông nội bên đây cầm rung kinh mà. Ba nó đóng sao biết sao mà cái đèn chạy đó mà đóng bình thường. Vậy là khúc nó đưa nguyên căn xuống dưới là chú nghe một cái ầm không chú? Đúng rồi, thì nó nứt nổ, nghe bỉnh nó nổ hả? Ủa? Là phát hiện trước á. Tường hay là tiền chế? Chú, tường hay tiền chế? Cái đó tường đó. Trời ơi. Thì còn ở trên này,
nát hết trơn đó. Tính đó mà nó ra đâu tới xe ra tới giữa sông luôn chà. Còn lấy được có 2 chiếc rồi. Vậy là còn nãy nghe nói hồi là cái đó 8 chiếc hả chú? Xe đó xe rồi, tôi cầm nó chết rồi. À. Có nè. Có hiểm thường rồi. Ủa rồi chủ nhà này. Ủa chủ nhà này có báo xe. Như mấy người chủ xe chưa? Có đại diện hành quay quay chứ. Hàng xã còn nông nghiệp được ra được. Chưa chưa. Nhà chúng tôi bên đây mình nộp. Tại vì cái đó nó đã ở trong cái nhà nên là xuống dưới chắc nó trộn vô trong sình luôn hả chú? Ờ. Ủa nhưng mà chết chú từ hay đi chết? Nó đang nằm chỗ nghe nó là cái tắm chứ hả chú? Ngã đâu đầu nhất, ra đâu ngã đầu nữa. Nó cản trở giao thông. Còn rẽ giao thông không gặp có gặp thằng Hà Nội. Ừ, giờ nãy cái anh đó chụp chi luôn, không biết có kiếm được không. Không kéo là chừng nào đang kéo rồi. Chừng nào nó đem cái phi xuống sông mới kéo lên. Mà được cái phi đó. Rồi đúng rồi, xe đâu có kéo là nổi sao tay. Còn cái phi mà nó còn như trường là chưa kéo lên được. À. Khi nào cái phi mà thấy nó nhận nước lặn đem phi xuống dưới mới kéo lên được. Phi nó đội lên. Năm số người mà nãy giờ nãy cũng lâu lắm mà thấy chưa được cái nào nữa. Nghĩ rồi mẹ mở thì nghĩ rồi nó chạy mạnh cái khó làm rồi. Mà điều tối nay nước sát nè khỏe hơn chút chứ ta lặn vậy này tối lần này tương đương lượng chứ ai tối nói tiếng hồn tiếng chết năm đâu biết làm chỗ nào đâu mẹ. Dạ. Yeah. Ủa nhưng mà trong đó là có 8 chiếc xe không hả chú? Chứ còn vật dụng gì nữa không? Tủ lạnh tủ lum. À, tủ lạnh tivi được không? Nó nói cái bộ ghế gì của nó trị giá hơn 8 xe. Cái ghế vậy? Ờ ghế vậy. Vậy là vậy là không nghĩa là bộ ghế salon quá ha chú. Ghế nãy lấy được mấy cái á. Hồi nãy mới kéo lên cái đó. Hai cái. Là cái cầu gỗ ý á. Vậy là cái giá trị nó là hơn 8 chiếc xe hả? Tủ lạnh trôi đâu mất rồi, cây mai cây mấy trăm triệu trôi mất. Trời ơi. Mà cái nhà tường nó dài lắm hả chú? Nhỏ chứ, có lại rồi. Vậy là nó nằm như vậy, nó lúc nằm... đó nó bể vừa chiều sâu vô 12 mét. Trời ơi, nó nằm xuôi theo cái con sông luôn, ngôi nhà. Nhà này đó, đó đầu tiên nó xăng. Dạ. Rồi sau nó làm chiều vừa. Con này cũng dở lắm. Vậy là tổng cộng 8 chiếc mà giờ vớt được có 2 chiếc à? Hoặc là 6 chiếc. Không, bây giờ chắc có lẽ là vớt được hay gì đó chú, hay con thấy là quá trời dữ ha. Ở chỗ nào đem phi mới vớt được. À. À, cái phi ở trên ghe là cái nào cái phi mà nhận chuyện xong cái này cũng rất là may không có thiệt hại gì được. Con đổ chắc người nhà hay trước có chú thấy nó nứt rồi. À, nứt rồi, bây giờ bển còn nứt vô 3 thước nữa. Ủa mà bên đó là người ta đang làm cái gì mà lại làm cái đập là đập đóng lại mà đóng cự ha chú. Đóng sập phải. Như vậy là bên đó người ta có cái thí dụ là có vậy là người ta có tài trợ bên em không chú? Dạ nó thưa rồi. Dạ nó thưa nó về rồi cho ra tùm lum ở đâu không có. À. Chứ không cái chỗ này đất đá không mà nó dễ sụp. À. Nhà nước tính là bờ kè mà chưa làm. Chú cho hỏi này chú, bộ bên đó là bộ nó sâu dữ lắm sao mà cái ngôi nhà xuống mà không thấy được cái chót nào gì? Cái này ở đó nó sâu tới sông này sâu tới 21 mét. Trời. Cái sông nhỏ vậy sâu dữ vậy hả? Chỗ này sâu nhất. Con nghĩ bên đó chắc bên lở chú. Nước nó nguồn nước nó chảy á. Hình như là cái mé ngoài đó có bức tường trắng luôn vậy chú phải không? Cái mé ngoài này nè. Quá. Để bức tường nó căng xuống luôn phải không? Đó bức tường nó chưa bể mà nhưng mà chiếc cầu sáng nó đập bể luôn. Thì chú sớm muộn sao bà. Dạ. Về là thiệt hại về cái tài sản cũng nhiều ha. Xe máy rồi nói là bộ ghế nó không 100 triệu. Dữ rồi trời. Cái gì tôi không biết đâu. Vậy là cái đó là bộ ghế salon. Không cái rồi. Gỗ quý. Rồi nó 8 xe đâu bằng bộ ghế đâu. Mà giờ bất lẹ. Lúc mà chú nghe được là có phần. Ông vợ bến nghe người ta nói 11 giờ mới đâu. Chú nhà ta nói 11 giờ đêm. Thì là chắc chủ nhà cũng phát hiện có cái gì đó thành ra mới chạy là ngủ ngon giấc nhà lại trôi xuống sông chết luôn. Trời ơi hên ha. Cây đập chết ngắt luôn. Dạ. Yeah. Như là phát hiện được cái gì.
phát hiện rồi mà chính quyền chưa đã giải tỏa. Cái này sao hết? Chưa giải tỏa. Để hết trước rồi. Cả mũi luôn ha. Mấy ghe đó, mấy ghe chở hơn hến đó hả? Cầu hến đó kìa, để chở đầy ghe luôn. Chắc mấy lại phụ mày lặn, chứ mấy là chắc cũng lặn cào thôi. Nếu vật dụng mà to mà như mình cào thì nó dính, nó dướng lại. Thôi vậy. Dạ. Thì đó các bạn, thì bây giờ đó các bạn thì cũng có đài truyền hình đồ tới để mà quay nha. Tặng đưa lên để chia sẻ với bà con nè. Đó, để các bạn thấy là cái cây cầu này là cái cây cầu Ba Kè nha, thuộc huyện Tân Bình. Thì đó các bạn, thì bây giờ là mấy anh em ở bên thợ lặn là đang kéo lên, nhưng mà không biết cái đó là kéo cái gì mình cũng không biết nha. Có phải là kéo cái chiếc xe Honda đi lên không? Thì bây giờ đó các bạn, thì mấy anh em ở bên thợ lặn đã lặn mà đem lên được thêm một chiếc nữa rồi nha. Chiếc này nữa thì mình nghe những người dân nói đây nói là chiếc này nữa là chiếc thứ ba, là vẫn còn 5 chiếc ở dưới cái dòng sông này nha. Đó, thì giờ mấy anh em đang khiêng đi lên phụ đó. Vẫn còn 5 chiếc nữa. Thì giờ các bạn thấy là rất là đông bà con ở tỉnh Làng Nghỉ Sớm nha, đến để phụ với cái ngôi nhà của anh gì đó mình cũng không biết nha. Thì giờ vẫn còn 5 chiếc, bây giờ mấy anh em cũng vẫn tiếp tục nè. Nhưng mà không biết, chắc giờ cũng 5 giờ chiều mà không biết là bên giờ mấy nay bên thợ lặn không biết có là thể nào mà lặn buổi chiều nay lụm lên hết được không. Với nghe cũng còn là những cái vật dụng đồ đạc đồ tất cả nha. Khi mà các bạn thì sớm giờ đó các bạn, thì tí là cả năm bạn thì cũng qua cho bạn xem, thì có một ngôi nhà ở trong đó là có 8 chiếc xe Honda đã sạt lở đi xuống cái con sông nha. Thì con sông này đó các bạn, lại cái con sông của cái cây cầu Ba Kè nha. Thì tí là quay hồi sớm giờ đó các bạn, thì tí là cả năm thì cũng có hỏi là những người dân ở nơi đây, là những người dân thì cũng có chia sẻ đó các bạn, thì chia sẻ hồi sớm giờ cũng đã hết rồi. Thì thôi giờ tí là cả năm kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho tí là cả năm bạn, hay cho tí là cả năm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ tí là cà lâm luôn các bạn. Giờ tí là cà lâm bye bye các bạn nha, bye bye.